Vâng, kênh Nhật Đất Hòa Hiệp xin kính chào quý vị. Hiện tại cái vị trí Văn Trung đang đứng đây là thuộc xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha. Thì đây xin giới thiệu với quý anh chị là một lô đất có diện tích là 1 mẫu 4. Và phía trong có một căn nhà nha quý vị. Trên đất thì có trồng tiêu này. Cái mặt tiền của nó dài trên 100 mét nha quý vị. Khoảng 120-130 mét đấy. Thì đây là đất đỏ Ba Gian, đất cũng màu mỡ đấy. Đường này thì là đường 7 mét nha quý vị. Đường này sắp chuẩn bị trải nhựa rồi. Thì mình xin thông báo cho quý vị anh chị biết là phía trên này có một con đường nhựa 9 mét. Và có điện 3 pha ở phía trên này luôn quý vị ha. Điện 3 pha cách vô đây chỉ khoảng 400-500 mét là tới đây rồi. Thì đây là khu dân cư của xã Hòa Hiệp, cũng khá là nhiều nhà. Ở phía bên này người ta cũng có nhà này ha. Còn đây là mình triển khai về cái phía bên này ấy, là mình chạy về khu vực cầu 4 của xã Hòa Hiệp. Đang có một dự án khu đô thị, khu nghiệp đô thị của Hòa Hiệp, xã Hòa Hội các kiểu triển khai ở khu vực ngoài phía bên ha. Quý chị là mua lô đất này có thể là rất hợp lý này. Rất là đẹp luôn. Đường thì chuẩn bị lên nhựa rồi. Khu dân cư làm nhà vườn là ổn định luôn này. Quá đẹp. Thì ngay giáp cái lô đất phía cái bên hồi nãy Văn Trung có quay 8 xào đấy nhá. Thì cái lô đất này giáp cái lô đất Văn Trung vừa quay xong. Lô đất Văn Trung vừa quay 8 xào bên này và 220 một xào. Còn phía bên này gần đường hơn quý vị ha. Đây là người ta bán cũng 230 rồi, bên này người ta bán cao hơn. 230 một xào. Đây là cái vị trí đất mình là chạy dài theo vào đây và trong kia nha quý vị. Còn chiều ngang của cái đường này á, mình được khoảng trên 100 mét. Đất rất là đẹp, màu mỡ đẹp, vuông vức bằng phẳng luôn. Nếu mà gặp Văn Trung là Văn Trung có tài khoản Văn Trung là sẽ chấm điểm cái lô đất này ngay. Thì kênh Nhà Đất Hòa Hiệp mình xin nói cho quý anh chị biết là ở khu vực xã Hòa Hiệp, quý anh chị nào mua đất thì liên hệ qua Văn Trung. Sẽ có những lô đất rẻ và lô đất xào, đất mét, đất có nhà các kiểu. Thì là quá cũng có khá là nhiều lô ha. Quý anh chị nào mua thì cứ liên hệ gặp trực tiếp Văn Trung nhé. Rất là đẹp, đất rất là đẹp. 230 triệu một xào quý vị ha. Thì cái này 1 mẫu 4, 230 triệu một xào. Thì 2 tỷ 3 một mẫu, 1 mẫu 4 thì nằm trên là 2 tỷ mấy đây. Rất là ok. Vâng, cùng Văn Trung đi khảo sát cái phía đằng sau đuôi đất như của mình nhá. Thì phía bên này người ta có xới đất lên rồi, người ta cày lên rồi, chỉ còn trồng cái gì đó. Như quý anh chị mua lô đất này về, phía đằng sau này có đuôi hồ rất là đẹp luôn này. Mình trồng trái cây và có cái hồ phía sau đuôi dãy này rất là đẹp luôn quý vị ơi. Dưới hồ này có nước nha. Dưới hồ này vẫn còn nước này, mùa khô vẫn còn nước. Đấy, rất là đẹp. Mình đất của mình chạy thẳng tới đầu kia nha quý vị. Tới cái đầu để bắt chung tua về xem. Rồi, tới cái khu vực đằng sau có con đường nhỏ nhỏ đấy. Đấy. Tới với cái trụ kìa. Qua khỏi cái hồ này là đất mình ở đây. Rồi, ok, đất rất là đẹp luôn quý vị. Lô đất này đẹp lắm. Văn Trung nhìn thì thấy lô đất này quá là mê luôn. Mình là chấm điểm cho lô đất này là điểm 10 đó. Ở phía trong kia mình có một căn nhà ha. Thì lát nữa Văn Trung sẽ quay căn nhà cho quý vị luôn. Khu dân cư quá là đẹp. Đây là cùng Văn Trung đã ra tới cái đầu vườn nhà có nhà. Đầu vườn đất của mình có nhà nha quý vị. Đây là khu dân cư cũng khá là nhiều nhà ha.
Bên đây phía đây bên này có một căn nhà nữa. Cổng xây. Mình cách từ đây ra tới phía cầu 4 chỉ khoảng 1,5 cây thôi quý vị ha. Khu vực đang triển khai làm cái khu công nghiệp đô thị các bạn đây. Để quý anh chị là mua lô đất này là tuyệt vời, là ok luôn. Bên này người ta trồng cái khoai từ này. Rồi, mình chỉ quay sơ qua như vậy là có nhà luôn quý vị ha. Thì đất này là có thổ cư luôn. Quý anh chị nào mua thì liên hệ cho tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại những cái video tiếp theo. Chào bạn lên YouTube luôn nhé.